Hello, xin chào mừng các bạn lại đến với một clip review mới đến từ AB Shop. Mình là Hiếu đến từ AB Shop. Thì cũng có nhiều bạn đã biết được đến mình rồi bởi vì mình đã có làm nhiều clip cho AB Shop và cũng như là đã có một số chương trình livestream. Hình như là được 2 clip rồi phải. Sắp tới đây thì bên mình sẽ có livestream cùng với một bạn streamer nữ khá là dễ thương và cũng như là khá là nổi tiếng trong cộng đồng gamer Việt Nam. Đó là bạn nữ tên là Yuri. Thì mong là các bạn sẽ hãy tiếp tục ủng hộ AB Shop bằng cách là lên Facebook xem livestream vào lúc ngày Chủ nhật ngày 11 tháng 9 2016, đương nhiên rồi. Thì đúng là 11 giờ tầm đó thì bên mình sẽ livestream cùng giao lưu cùng với bạn Yuri, nói chung là trao đổi những câu hỏi này nọ về gaming cũng như là các phụ kiện gaming gì khác. Rồi thì hôm nay ngoài ngoài những cái clip review mà mình gỡ ra, mình test những loại bàn phím, loại chuột hay là tai nghe nào đó, thì bên cạnh đó cũng có clip unbox. Thì unbox có nghĩa là sao? Unbox có nghĩa là mình gỡ ra để cho các bạn xem hình ảnh của nó thôi, còn hiệu năng và hiệu quả của nó thì bên mình không thể test nào được. Thì đương nhiên rồi, đó chính là về linh kiện PC, là những clip unbox đó. Thì như bạn có thể thấy ở trên video clip đây, đây là tản nhiệt nước đến từ hãng Deepcool, có tên là Captain 360EX. Thì nhìn vỏ hộp và nhìn cái hộp bên ngoài là các bạn có thể thấy được là nó khá bự rồi. So về tầm giá của một số bộ tản nhiệt nước có mặt ở trên thị trường Việt Nam hiện nay thì Deepcool đang mình có thể gọi là dẫn đầu luôn á về mặt giá cả, bởi vì chỉ tầm từ, hình như mình nhớ không lầm, là 1,2 triệu, 1,3 triệu thôi là bạn có thể sở hữu một cái bộ tản nhiệt nước custom, à lộn, nhầm, tản nhiệt nước all in one của Deepcool rồi. Đó là tản nhiệt màu xanh một quạt. Hiện nay ở nhà thì mình cũng đang sử dụng cái bộ tản nhiệt đó, cũng khá là ok. Rồi, về mặt bên ngoài thiết kế thì nhìn khá là đẹp, thấy được cái này là cái gì nhỉ? Nói chung là thấy được hình ảnh sơ lược của cái bộ tản nhiệt nước đó, có cái ống ở đây, đây là tên. Rồi đằng sau, về phía sau thì bạn có thể thấy được những linh kiện bên trong, gồm có RAT, này hình như là cái này là mặt bên hông của RAT, mặt trước, mặt xa, mặt hông. Đây là cái, không biết mình gọi nó là cái gì nha. Nói chung là mình cứ để như vậy, lát ví dụ gỡ kia ra thì mình có thể đọc được. Đây, ở bên đây thì nó sẽ liệt kê những cái thông số xung kỹ thuật mà bên trong, những cái lặt vặt bên trong để cho các bạn có thể nắm rõ được, ví dụ như là cái kích thước RAT, kích thước fan, tốc độ fan, fan airflow, fan air pressure, nói chung là cũng khá là nhiều hình. Cái này thì làm, thì nếu mà nó là tản nhiệt all in one thì mình có thể nói là cái bùm, bởi vì bùm nó cũng là cái đó luôn. Còn đối với tản nhiệt custom thì bùm riêng, tăng riêng, các kiểu này nọ. Rồi, ok, mình sẽ tiến hành unbox. Bóp chặt thế cơ. Rồi, ok, trước tiên là thấy có một miếng lót mút ở trên này cũng khá là ok, an toàn. Rồi, đây là tổng thể của một chiếc tản nhiệt nước. Đa số các loại tản nhiệt nước thì đều có cái miếng, cái mút để đựng giống như vậy, để cho nó kiểu như là nó sắp xếp một cách hợp lý và vận chuyển nó dễ dàng hơn. Đây là một cái ok, đây là hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng các kiểu đó. Đây các bạn có thể thấy, đây đây là những sản phẩm đến từ hãng Deepcool, từ tản nhiệt nước cho tới tản nhiệt khí đều có. Thì theo cá nhân mình thấy, ở đây mình đang sử dụng con Maelstrom nè, là 120T. Đó, con này là mình ở nhà đang sử dụng đây. Thì cũng khá là ok, xài cũng khá là tốt. Cùng với đó là có đi kèm thêm nhiều mặt hàng khác nữa. Ví dụ như các bạn có thể thấy đây, Captain bao fan cũng có, hai fan cũng có, một fan cũng có, màu trắng đen cũng có. Còn cái bản, có một số bản cũ Maelstrom như bản này đây, thì bản này hình như là đã không còn làm nữa thì phải, nếu mình nhớ không lầm, hoặc là không về thị trường Việt Nam. Còn bản Captain 360 thì có bản thường. Bản thường thì theo như mình thấy được ở trong hộp á, thì bản thường cái dây này sẽ không phải là dây bọc lưới. Còn cái bản mà ESE là bản này nè,
mảng X á, thì có là nó là dây bọc lưới thì giống như của cọt xe. Mình sẽ để gần bên. Rồi đây là một cái cổng để mà nối chân pin trên main. Ở đây xem thử nào. Ok. Có cả đồ siết dây. Rồi ok, trên đây nó có ghi là fan hub nè. Có ghi sẵn luôn. Này thì chắc là miếng dán để mà mình dán cố định lại trong cái case. Thì đây như các bạn có thể thấy, đây là để khi mà mình gắn fan vào đây. Còn này thì mình có thể gắn trực tiếp vào trong CPU luôn. Thì thay vì nó những cái có một số cái loại tản nhiệt nước, các bạn sẽ gặp tình huống là không đủ cái chấu cắm fan ở trên main. Thì cắm fan trực tiếp trên main nó có một cái lợi á, là khi mà bạn vô BIOS cũng như là một số phần mềm của hãng, bạn sẽ theo dõi được cái nói chung cũng theo lại dõi được một số thứ chủ yếu là về fan, ví dụ như tốc độ quay rồi airflow, air pressure, hoặc là mình có thể tinh chỉnh được nó một cách custom. Thì mình nghĩ là cái này nó sẽ giải quyết được vấn đề đó. Nó giống như là cái bộ chip đằng sau ở cái thùng máy, một cái thùng máy NZXT nó hay có. Rồi tiếp theo đi từ cái nhỏ trước đi. Đây là bộ đồ của nó, bộ đồ nghề. Cùng với đó là có một miếng dán của Deepcool, nhìn khá là chất và đẹp, thì cũng được làm bằng kim loại luôn, khá là hay. Có một số dây bọc lưới trong đây, có một cái cọng đây. Đó, thì nói chung đây cũng chỉ là video unbox thôi, để cho mở ra cho các bạn biết là bên trong nó có cái những cái gì và hình dáng nó như thế nào. Bên mình thì vẫn chưa có điều kiện để mà làm những cái bài test đơn giản dành cho những phụ kiện máy tính. Cùng với đó đi kèm theo ba fan. Đây, fan nhìn cũng khá chất. Nhìn rất là cứng cáp. Ở mặt bên ở bốn bốn điểm ở bên đây thì đều có trang bị một cái lớp miếng cao su chống rung. Một số fan bình thường á, các bạn sẽ không thấy những miếng cao su này, nhưng đối với một số fan cao cấp á, các bạn sẽ thấy ở bốn bên viền đều có bốn miếng cao su chống rung. Khi mà fan nó quay, nó sẽ tạo một cái độ rung nhất định á, nếu mà sau lâu ngày hoặc một thời gian dài ốc nó sẽ bị bung ra, thì dẫn đến những cái tình trạng là rớt fan cũng như rớt ốc, hay là kêu tiếng cọc cạch trong máy. Đi kèm ba fan. Ok, rồi đến nhân vật chính của buổi unbox này thì chúng ta có cái con tản nhiệt nước 360 đây. Đây là cái rát, hình ảnh của cái rát được bọc bằng một miếng ni lông. Rát thì so về độ dày thì cũng khá ok, khá ổn, bởi vì cái độ dày này, độ dày cũng cơ bản so với một số những tản nhiệt nước trên thị trường Việt Nam hiện nay. Dây thì như mình đã nói là dây được bọc lưới đàng hoàng, nhìn như của cọc xe, khá tốt. Chỉ có một điểm trừ là lúc nãy khi mình mới cầm cái này lên thì cái nắp của nó đã bung ra rồi. Bạn có thể thấy đây, cái nắp nó bung ra, thì các bạn nếu mà các bạn mua sản phẩm này, các bạn nên cẩn thận khi mà gỡ cái đầu này ra, bởi vì cái nắp nhựa này có thể quệt lên cái keo tản nhiệt ở bên trong, các bạn có thể thấy thì nó sẽ bị chay chét tùm lum đi hết, thì nó hơi mất vệ sinh cũng như là hơi uổng cái tản nhiệt. Sẽ gỡ lên cẩn thận. Rồi ok. Rồi mình đóng đây. Có thể là trong quá trình mình cầm hay là như thế nào đó nó bị bung ra. Rồi ok, mình sẽ mở nó ra rồi. Rồi. Nhìn khá đẹp. Rồi thì như các bạn có thể thấy ở cái bơm. Đây, mình sẽ đem qua một bên. Như bạn có thể thấy ở bơm, các bạn có thể thấy rõ được cái màu nước ở bên trong. Mình không biết là do cái ống nó màu đỏ hay nước nó màu đỏ, nhưng mà nhìn nó cũng khá là đẹp. Bạn có thể thấy là bên trong đó là nước, đó là chất tản nhiệt. Cùng với đó là khi bạn nhìn thẳng ở về đây nè, các bạn sẽ thấy nhìn nó rất là ngầu, rất là cool. Đây là cái tiếp nguồn cho cái bơm. Nhìn khá đẹp so với nếu như theo cảm nghĩ của mình, thì so khi mà mình nhìn như thế này đối với một cái bộ tản nhiệt nước all in one thì nó có được cái ống này nhìn rất là chất và đẹp, thì hơn hẳn so với một số cái loại tản nhiệt nước đứng đầu, có thể nói là đứng đầu ở thị trường Việt Nam mình, đó là Corsair hay là TT. Về hiệu năng thì mình cũng chưa nắm rõ, bởi vì đó như mình đã nói là chưa có thể test được hiệu năng của một số sản phẩm DC rồi. Thì đây chỉ cũng chỉ là một cái clip mang tính khả quan, mang tính chất tham khảo cho các bạn nào đang muốn build PC mà dạng nhìn nó chất nhưng mà giá thành nó tốt. Nhìn rất là đẹp.
Rồi, về cách lắp đặt thì có thể là mình sẽ thử, khi nào mà mình có dịp mình lắp đặt nó thì mình sẽ cung cấp thêm một số thông tin, nếu bạn nào cần thích thì bạn có thể inbox hỏi. Giá hiện nay cho bộ này được bán tại AB Shop là 2 triệu 7, một cái giá quá rất là tốt, mình công nhận là rất là tốt, bởi vì vừa có 3 fan, tản nhiệt thì nhìn vừa like giữa all in one mà vừa like giữa custom. Màu đèn thì như trên hộp có thấy, thì nếu như trên hộp quảng cáo thì ở xung quanh nó còn có cả viền đèn màu đỏ nữa thì nhìn khá là chất luôn, nhìn cũng rất là đẹp. Thì nó đi với như mình đã nói ở trên cái sản phẩm trên tờ giấy á, thì có đi thêm một bộ nữa là màu trắng đen. Màu trắng đen sẽ phù hợp để đi với những tông màu mà các bạn hay chọn. Đây. Đây màu trắng đen đây. Màu trắng đen khi mà bạn lên led á, thì led nó sẽ theo dọi theo cái màu của đó, nên màu trắng đen là màu mình cảm thấy là dễ build nhất cũng như là dễ phối màu nhất. Còn đối với màu đỏ đen các bạn có thể phối, nếu như các bạn thích những tông màu từ 3 màu trở lên, 3 4 màu, bạn có thể dùng màu đỏ đen cùng với màu xanh lá của Razer, hoặc là màu vàng dạng bumblebee các kiểu này nọ thì có thể dùng cái bảng này cũng ok. Ngoài ra thì nếu mà các bạn thích màu xanh dương đen thì các bạn có thể lựa chọn cho mình một con gọi là cũng giá cả cũng phải chăng hơn, đó là con Maelstrom. Thì bản thân mình cũng không rõ là con này còn ở Việt Nam hay không, bởi vì mình nhìn nó cũng khá là lạ. Mình chỉ thấy là mình nhìn nó thấy con này nè, con này hình như mình đang xài 120T. Đang xài thì đang nó tặng kèm thêm một cái quạt led màu xanh dương nữa, nhìn cũng khá chất và đẹp. Sau sau cái case thì à lộn sau cái tờ giấy thì mình cũng thấy có một số case của Deepcool. Thì nổi tiếng nhất hiện nay của Deepcool tại thị trường Việt Nam mình là Duck Case thì phải, Deepcool Duck Case, tên là Duck Case, cũng khá ok. Đó, có một số sản phẩm của Duck, của lộn của Deepcool ở trên đây, có cả cái ống tăng nhìn chất màu mè hoa lá cành, thì có cả hướng dẫn để mà các bạn gắn vào luôn, cũng khá là ok, khá là tốt. Thì đây chỉ là một bài unbox nhẹ dành cho sản phẩm PC cũng mới cập bến tại Apple Shop này thôi. Thì dạo này mình cũng không hẳn là rảnh lắm, nên vì thế cũng khó mà có thể làm clip cho bạn xem được ở trên YouTube. Nếu như các bạn cố gắng, mình mong rằng các bạn có thể lên ủng hộ mình bằng cách là lên xem những cái live stream ở trên Facebook. Thì mình sẽ cố gắng giữ cái việc mà mình review unbox trên YouTube để cho các bạn tiện theo dõi lại, cũng như là các bạn có thể xem những sản phẩm mới đến từ Apple Shop và có được những cái nhìn đầu tiên về sản phẩm và những chi tiết nào đó về sản phẩm mà các bạn có thể muốn hỏi thêm, muốn biết thêm. Các bạn vẫn có thể comment ở dưới clip YouTube cũng như là có thể inbox riêng cho fanpage của mình. Vậy ha. Ok, bye bye.